Xin chào tất cả mọi người. Nay mình mua được cái cây mai vàng này. Cái này cây người ta trồng đó, ông chủ vườn mình mua lại á. Chủ vườn là trồng bẻ sữa cũng mười mấy năm rồi, mười mấy năm từ cái cây mai con đó. Những cái cây mai mà Long An hiện giờ người ta cũng bẻ sữa, nhưng mà nói chung là nó như kiểu nó gượng gạo chứ nó không được, không có được trơn tru như thế này. Nó liền lạc cây sữa thời gian rất là lâu, mười mấy năm, mười mấy năm. À, cây này thì giống như cái cây của mình đây ha. Đã, mua về cho nó là một cặp. À, bây giờ chúng ta coi mấy cái cây mà đẹp đẹp của người ta. À, chúng ta coi người ta bắt chước theo, bắt chước theo mẫu. À, nói chung là gì không biết thì bắt chước á, chúng ta cũng không có sợ đánh bản quyền gì đâu. Đó, chúng ta bắt chước ta làm theo, có cái chơi. Những cây đẹp thì rất là nhiều. Đất này người ta trồng cái vùng đất này cũng tơi xốp á. Cái này mình mua bên Vĩnh Long. Vĩnh Long người ta xài đất ruộng, nó tơi xốp lắm. Nhưng mà đất này trồng ở dưới đất thì để được á, chứ mà vô chậu thì đất này nó chai cứng hết à, chai cứng nó bị lèn ra, một bị lèn, hai bị chai cứng, mình phải phá bầu hết. Còn ta trồng xuống đắp mô thì để nguyên cũng được, khui cho lòi mấy đầu rễ thôi, còn khi vô chậu là phải giải quyết cho nó hết, chứ mà chúng ta không có giải quyết thì sau này nó phát sinh nhiều vấn đề lắm, nó bị úng, đất nó lèn ra, nó úng rễ, đất nó chai cứng thì tưới không thấm mà nó khô là nó chết cây, đủ thứ chuyện á. À, giờ làm á, bước đầu tiên làm nè, ta phải làm đầu tiên, chứ sau này chúng ta khi mà chúng ta trồng rồi thì không có làm được nữa. Đó, cục đất nè, vẫn là đất ruộng á, ở ngoài thì ta xách chứ bên trong nó cục nhưng à, nó cứng như đá vậy, đá thì để đâu có ăn vô được đâu, rất là cứng à. Thì phải phá hết. Chung giờ là anh em làm á, cây lớn cây nhỏ thì cứ phá hết nếu mà vô chậu. Nay đi mua chậu qua cái Vĩnh Thành á, chỗ anh Trung nè. Không chín ba hai một bảy ba ba bốn bảy á, ngay chỗ xe Bá Hải đi vô á. Anh em kết bạn số Zalo này á. Mấy ngàn cái chậu á, bên đó đôn đó, Zalo của ảnh theo dõi chậu á, nó nhiều dữ lắm, nhiều đẹp đẹp không à, 1 mét, 1,05 m, củ bì 91 lọt lòng á, chậu lớn cỡ này cũng có, lớn hơn cũng có nữa, cỡ nào cũng có, mẫu nào cũng có. Đây, mấy cái chậu này lúc trước mình mua nè, 65 lọt lòng nè, vô cây nhỉnh đẹp lắm. Chậu 50 lọt lòng, rất là nhiều á. Chậu bonsai nhỏ nhỏ này, chỗ gần xe Bá Hải, chậu tượng, chậu ống đủ thứ à. Mà cái này thì vốn đầu tư rất lớn, một cái chậu này trung bình khoảng triệu mấy, 2 triệu đi đó, ngàn cái là hết bộn tiền á. Người ta nhập về nhiều thì giá nó cạnh tranh. Đó, cái 2-3 triệu, như cái này 2-3 triệu vậy nè, ngàn cái cũng hết bộ ha. À, giới thiệu anh em cũng nhiều quá, chỗ này à, chậu đẹp, mẫu đó nó mình mua đây. Ngủ quá.
đoạn clip ngắn ha, chia sẻ anh em ha. À, mua mấy cái về dâu cây à. Ta trồng cái phôi nè, phá bầu không có thời gian trồng, người ta ủ giữ ẩm cũng được. À, này lót lớp lưới, miếng lót. Rồi, cho lớp lớp đá, lớp than củi. Rồi, lớp than củi khoảng chừng 2 phân. Rồi cho lớp chất trồng ta vô. Rồi chất trồng ta vô. À, chất trồng với mình trộn nè, có đất, có đá, có trái sơ dừa, có trấu hung ở trong đây. Rồi ta đặt cái cây chúng ta vô, cách mé đầu rễ này ra một chút cho nó rễ nó ra được. Mài vàng tứ quý người ta làm giống nhau, phải phá bầu hết. Rồi cái giác trồng là trộn á, ém cho chặt. Rồi vô xong tưới nước, tưới đẫm nước luôn, nó chảy ra rất là nhiều. Nước chảy ra. À, này chúng ta be lên, be lên một miếng để chúng ta tưới tưới nước, đừng có văng ra ngoài. Cắt miếng be be lên để nó im gốc, sau này chơi thì phải phủi be ra. À, đây mình lấy tay cành này mình cắt lại, làm cây ghép thì cắt ngắn lại chỉ để lỏng bỏng, không có ghép mình ra ngoài này chơi nó kỳ cục lắm, rút ngắn lại. À, trồng xong này sao rút mấy tay cành lại hết á, này nãy nó nằm đây nè, thấy nó trò quá. Đây thấy nó trò quá, rút xuống luôn. Rút lại sau này dẫn lên nó đẹp hơn. Rút sát lại hết á. Sau này ghép á. Rồi anh em có cái tham khảo thời gian tới phát triển như thế nào và nó ép giống gì đó, chăm sóc sao thì cập nhật anh em tham khảo chơi vui. Rồi trét keo là xong á, trét keo mấy cái mặt cắt nè, mấy mặt tẹo đục trét hết nè. Như cây khế vậy.
chúng ta trùm kính thì nó sẽ nhanh nhanh kéo tược hơn, nhanh nảy mầm. Rồi, chúc anh em làm thật là tốt à. Rồi, xin chào. Cục bú à, 40 vành cục bú nè. À, chúng ta trùm kính như thế này thì nó sẽ nhanh lên mầm hơn, không trùm cũng được. Trùm thế này trong vòng 10 ngày là nó kéo nhựa lên mầm, còn không trùm thì nó khoảng cả tháng. Đem để trong mát. Em có tham khảo trồng những cây đẹp đều có để chơi hoài. Chất trồng này nói chung là 5 năm 10 năm để nó còn bền hoài. Rồi, chúc anh em chăm thật là tốt. Rồi, xin chào. Đó, giờ chúng ta trồng đi nha. Ghép giống như bên đây để có chơi hoài đúng không ạ? Mai vàng tứ quý nào cũng làm được hết á. Đó, giờ chúng ta gặp mấy cây bự bự là hết ngán rồi. Mấy cây bự, mấy cây gốc bự. Trồng hết sợ chết rồi á. Gốc bự gốc to, chất trồng nó ráo nước ngon lành. Tự tin làm những cây lớn hơn ha. Chuyển qua làm những cây lớn hơn. Chỗ 1 mét. Kết thúc video thì mời anh em xem cái mẫu mẫu cây thọ hư ở nhà mình đó. Đó, từ cái mẫu này mình bắt chước mình làm theo. Rồi, chúc anh em xem video vui. Cúc thọ hương gọng chữ C. Thương ơi.
sông lừng lững luôn á, quá trời luôn.